xin chào cô chú chị và các bạn. Hôm nay mình khui quà, đây là món quà của chị Hạnh ở Mỹ gửi tài trợ cho mình để mình đi mua sắm. Thì mình mua được hai đôi giày. Đây cô chú chính chị coi. Giày gửi về nè, bây giờ mình mở ra. Chị tặng quà để sinh nhật sớm. Quà sinh nhật á, gửi sớm nè. Cái dây dao của cái lục cái dao lục quá. А прикинь, как что внутри. Chị nhiều quá nha, tài trợ tặng quà ngủ, tặng quà sinh nhật. Present my birthday. Còn đây nữa, một cái áo nữa, cái áo này mình tự mua đó, nhưng mà quay cho cái áo này á, để mặc mùa thu với lại mùa xuân, tại vì cái này nó không có thấm nước, nó giống như áo khoác nhưng mà khoác không có thấm nước, rất là đẹp. Mà cái áo này vậy. Блин, купила. 450. Cảm ơn chị rất là nhiều. Tạm biệt. Cảm ơn mọi người đã xem cái video này nha. Bye bye.